Kính thưa quý khán giả, lần đầu tiên sau 4 năm, kể từ 2020, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất với mức 0,5% vào ngày 18 tháng 9 đã làm cho nền kinh tế toàn cầu thở phào nhẹ nhõm. Với Việt Nam, đây là tin tốt khi giảm áp lực lên tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam đồng. Từ đó, ngân hàng nhà nước có điều kiện giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Đây cũng chính là nội dung tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay, với chủ đề nút thắt từ Fed đã mở, tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam đồng sẽ hạ nhiệt. Mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, cùng với quyết định giảm lãi suất, Hội đồng Chính sách Tiền tệ của Fed cũng công bố dự báo kinh tế mới. Theo đó, từ đây đến cuối năm, Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,5% nữa. Theo dự báo của BlackRock, Fed sẽ chia đều 0,25% cho tháng 11 và 0,25% cho tháng 12. Và cũng theo các dự báo này, Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất thêm khoảng 1% nữa cho đến cuối năm sau. Tuy nhiên, theo nhận định của tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol Vương Quốc Anh, cần lưu ý rằng trong phát biểu sau cuộc họp về việc cắt giảm lãi suất, Chủ tịch Fed Powell nhắc nhở thị trường rằng đây không phải là kế hoạch mà chỉ là điểm khởi đầu để tham khảo và ra các quyết định lãi suất tiếp theo. Song ông Powell cũng khẳng định không thấy rủi ro suy thoái kinh tế ở Mỹ, có nghĩa lãi suất sẽ tiếp tục được nới lỏng. Điều này có thể được nhìn thấy ngay trong dự báo kinh tế được điều chỉnh của Fed. Theo đó, mặc dù dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ giảm đi so với dự báo tháng 6, nhưng vẫn nằm trong khung từ 1,9 đến 2,1% cho năm 2024, từ 1,8 đến 2,2% cho năm 2025, và thất nghiệp sẽ trong khoảng từ 4,2 đến 4,5%. Đây là những con số ở trước xa kịch bản suy thoái kinh tế của Mỹ. Sau quyết định cắt giảm lãi suất của Fed được công bố, mặc dù vẫn có những bất định trong ngắn hạn, nhưng về chung và dài hạn trở đi, điều quan trọng là Mỹ đặt mục tiêu đưa lãi suất về trung tính, tức không nới lỏng cũng không thắt chặt ở xung quanh mức 3% vào cuối năm 2025. Đây là một tín hiệu tốt cho nền kinh tế toàn cầu. Tiến sĩ Tuấn phân tích với mục tiêu lãi suất vào cuối năm 2025 của đồng đô la Mỹ từ trên 5% về 3%, thì nhiều gánh nặng của các thị trường mới nổi ở Mỹ Latin và châu Á được gỡ. Các ngân hàng trung ương ở những nước này sẽ có nhiều dư địa để thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế mà họ đã tính làm từ đầu năm, nhưng phải trì hoãn do Fed chậm cắt lãi suất. Ngoài ra, trước đây, nỗi lo kinh tế Mỹ suy thoái cũng khiến doanh nghiệp ở một số nền kinh tế xuất khẩu bất an, bởi khi kinh tế Mỹ đối mặt rủi ro suy thoái trong bối cảnh kinh tế châu Âu và Trung Quốc không đạt như kỳ vọng, thì đơn hàng với các nền kinh tế xuất khẩu sẽ gặp nhiều rủi ro. Nay với việc Mỹ cắt lãi suất, kinh tế Mỹ ít khả năng đi vào suy thoái. Mỹ tránh được suy thoái thì sẽ tạo thuận lợi cho các nền kinh tế xuất khẩu. Tóm lại, Mỹ cắt giảm lãi suất là một tin vui cho các thị trường và các nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và bất định của bầu cử Mỹ sắp tới. Một nút thắt được gỡ để các thị trường tài chính bớt bức bối trong cảm giác kéo dài suốt hơn một tháng qua. Việc Fed giảm lãi suất sẽ tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Về tác động trực tiếp khi lãi suất của Mỹ giảm, chênh lệch lãi suất của Mỹ và lãi suất qua đêm trên hệ thống liên ngân hàng của Việt Nam sẽ giảm. Điều này sẽ giảm áp lực trên tỷ giá. Bởi tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam đồng trong thời gian trước tăng mạnh, vì lãi suất của Việt Nam đồng thấp, chênh lệch với lãi suất của Mỹ quá cao đã thúc đẩy hỗ trợ việc đầu tư ra nước ngoài cũng như tạo ra sự mất giá của Việt Nam đồng. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, phân tích khi lãi suất của Mỹ giảm, chênh lệch lãi suất này cũng giảm, đồng đô la Mỹ sẽ giảm giá trị và tỷ giá sẽ bớt áp lực từ đây cho đến cuối năm. Theo đó, thị trường hối đoái của Việt Nam có thể đạt được một sự cân bằng và ổn định hơn từ đây cho đến cuối năm. Việt Nam là một nước nhập khẩu rất nhiều để xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất và nhập khẩu lên gần đến 2 lần GDP. Mức này chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc ngoại thương rất lớn. Trong việc lệ thuộc của ngoại thương, nhập khẩu là phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Nếu bây giờ tỷ giá ổn định sẽ có lợi mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam, từ đó không ảnh hưởng nhiều đến lạm phát. Mặc dù như vậy, đối với xuất khẩu không có lợi, nhưng điều đó sẽ được bù trừ vì nước ta nhập khẩu rất nhiều để xuất khẩu. Đồng thời, tỷ giá ổn định sẽ khuyến khích hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, việc Fed hạ lãi suất làm giảm áp lực tỷ giá, giảm áp lực tăng lãi suất Việt Nam đồng,
Từ đó chính phủ và ngân hàng nhà nước có điều kiện tiếp tục các chương trình lãi suất ổn định, thậm chí giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Như vậy, với việc Fed giảm lãi suất, ngân hàng nhà nước có dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ, nghĩa là có thể giảm lãi suất và cung cấp một nguồn tín dụng dồi dào hơn cho nền kinh tế. Song vấn đề là nền kinh tế có hấp thụ nổi hay không và liệu rằng điều đó có làm bùng lên lạm phát hay không? Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng ngân hàng nhà nước có thể tiếp tục giảm lãi suất với hai lý do. Thứ nhất, trong năm nay, Fed có thể vẫn còn một đợt giảm lãi suất nữa. Theo đó, ngân hàng nhà nước có thêm dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Thứ hai, sau trận bão Yagi vừa qua, nền kinh tế Việt Nam thiệt hại rất lớn. Người dân cũng như các doanh nghiệp ở miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay cả các ngân hàng cũng khó khăn khi có hàng trăm ngàn khách hàng đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão và hàng trăm ngàn tỷ đồng tín dụng đang ở trong tình trạng không trả được nợ. Nên việc giảm lãi suất, nới lỏng chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước có thể được xem là phù hợp trong thời gian sắp tới. Nếu tính toán tác động việc áp lực tỷ giá và lãi suất đô la Mỹ giảm, có thể giảm lãi suất điều hành khoảng 0,5 đến 1%, từ đó giúp giảm các loại lãi suất huy động, hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ các doanh nghiệp, nền kinh tế sớm hồi phục, ổn định. Giảm lãi suất điều hành sẽ tác động lên lãi suất của thị trường liên ngân hàng, thị trường 2, từ thị trường liên ngân hàng sẽ tác động đến thị trường 1. Thêm vào đó, ngân hàng nhà nước có thể dùng biện pháp như đẩy một lượng tiền lớn hơn vào lưu thông và có thể giảm cả trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng. Với một góc nhìn khác, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng Fed giảm lãi suất chỉ tạo dư địa cho ngân hàng nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ, chứ không phải tạo thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế. Nói như vậy, vì doanh nghiệp và người dân còn khó khăn nên chưa chắc chắn bơm tiền ra kinh tế sẽ tăng trưởng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân phân tích chính sách tiền tệ chỉ tác động phía cung nên muốn tăng trưởng cần tập trung vào những giải pháp phía cầu như thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo đơn hàng cho doanh nghiệp, giảm thuế đặc biệt và thuế thu nhập cá nhân. Tức là phải tập trung vào chính sách tài khoá hơn chính sách tiền tệ mới có tác dụng. Bên cạnh đó cần tập trung vào xuất khẩu để đón đầu sự phục hồi của kinh tế thế giới. Đây sẽ là hai động lực chính để thúc đẩy tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều này đồng nghĩa không nên tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá, định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm 15%, nhưng có thể chỉ cần đạt mức 11-12% mà đảm bảo dòng vốn đó chạy vào sản xuất kinh doanh, sẽ mang tính ổn định cho nền kinh tế hơn. Bởi trước đây lĩnh vực bất động sản sôi động hút nhiều vốn, khi đó để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, tăng trưởng tín dụng phải vào khoảng 14-15%. Còn thời kỳ này, thị trường bất động sản tương đối trầm lắng và vốn cần chạy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Sản xuất kinh doanh có đặc điểm không quá thâm dụng vốn như bất động sản, hiểu cách khác là không cần quá nhiều vốn để tạo tăng trưởng. Chính vì vậy, sắp tới các giải pháp nên tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cụ thể là tập trung cho lĩnh vực xuất khẩu, nên có những chính sách ưu đãi về lãi suất cho nhóm này. Vì thời gian vừa qua, các doanh nghiệp xuất khẩu có sự tăng trưởng và phục hồi tốt, đóng vai trò đầu tàu để dẫn dắt sự phục hồi của toàn bộ nền kinh tế, đồng thời còn mang lại nguồn ngoại tệ cho quốc gia. Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng, đó là khi Fed khởi động chu kỳ nới lỏng tiền tệ, giá vàng thế giới phục hồi mạnh mẽ. Vì Fed giảm lãi suất, đồng đô la Mỹ mất giá sẽ đẩy giá vàng lên. Nếu giảm lãi suất trong nước, liệu nguồn vốn có chảy vào kênh tiết kiệm và có làm nóng trở lại kênh vàng? Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng khó có thể dự đoán được. Đối với thị trường vàng trong nước, giá vàng đã giảm rất sâu từ 92 triệu đồng xuống còn khoảng 82 triệu đồng một lượng. Thế nhưng, nguồn cung không có. Việc giá vàng giảm hiện nay chỉ trên danh nghĩa vì cũng có bán ra nhưng bán nhỏ giọt, người dân không mua được. Ông Hiếu dự báo giá vàng trên thế giới có thể lên đến 3.000 đô la Mỹ một ounce trong năm 2025. Bên cạnh đó là tác động từ các căng thẳng liên quan đến địa chính trị như vụ nổ bên ngoài một giáo đường Do Thái ở Pháp, hàng loạt bộ đàm phát nổ ở Hezbollah, Lebanon như đổ dầu vào lửa làm căng thẳng Trung Đông. Bên cạnh đó là vấn đề bầu cử ở Mỹ và thế giới ở trong một sự biến động rất lớn vào mọi phương diện, vàng sẽ lên ngôi. Hiện nay ngân hàng nhà nước vẫn đang thực hiện chính sách bình ổn giá vàng, nhưng hình thức bình ổn giá vàng lại theo hướng bóp chặt nguồn cung, nên cũng khó dự báo được khi cơ quan quản lý để cho thị trường tự do trở lại, thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Do vậy, đẩy lãi suất xuống có thể có những tác động lên thị trường vàng, nhưng tác động thế nào là một ẩn số cần phải theo dõi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại!